Hello, xin chào mừng thầy cô chú anh chị các bạn đã quay lại kênh YouTube Săn Mai Blog cả nhà. Thì hôm nay mình tiếp tục quay lại cái gốc cây ổi này. Thì lần trước khi mình về xem lại thì mình thấy cái vong quỷ áo trắng cục đầu đã quýnh không lại quỷ áo đỏ của mình. Thì hôm đó thì mình không có thu quỷ áo đỏ vào bình luôn, mình để ở đây luôn. Và hôm nay không biết là khi mà ở đây á, quỷ áo trắng á, có bị quỷ áo đỏ quýnh nữa hay không, hay hoặc là như thế nào. Thì bây giờ á, mình xuống kiến mình đặt cam cho cả nhà mình xem. Và sau đó là nếu mà trong tình huống mà mình vào mà gặp được quỷ áo đỏ, mình sẽ thu lại vào bình nha cả nhà. Và nói chung là mình sẽ cho cả nhà mình biết cái thông tin sau ở thời gian vừa qua, trong lúc mình không ở đây. Thì ok, bây giờ mình sẽ cúng kiến và là đốt nhang nha mọi người. Thì hôm trước mình đã tiếp sức cho vong áo đỏ để đánh hạ vong áo trắng đó nha. Thì hôm đó mình thấy cũng hai vong cũng đánh nhau lắm nha. Nhưng mà vong áo trắng bị trúng một chiêu của vong áo đỏ đó, bỏ chạy luôn cả nhà. Và vong đỏ cứ tiến lại kiếm cái vong áo trắng mà mất tiêu rồi. Bây giờ ngồi chết quá. Thế này thì nói chung thì cũng mua một số anh chị cô bác cũng hỏi, ủa sao mà 20 mấy Tết rồi mà Tú không có thấy Tú nghỉ. Thật sự tôi vẫn đi quay bình thường. Thì nếu cô chú anh chị nào thương á thì có thể lì xì cho Tú qua số tài khoản, cái gì tôi để số tài khoản trên màn hình á. Anh chị yêu ý thì có thể lì xì cho Tú qua số tài khoản ở trên màn hình nha. Thì cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thì năm mới thì nói chung thì gần Tết rồi, thì Tú xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc luôn nha. Thì cả nhà, thì bây giờ Tú sẽ tạm rời khỏi đây. Thì cả nhà mình chú ý xem vong áo đỏ có xuất hiện ở đây hay không, hoặc là áo trắng có xuất hiện hay không nha cả nhà. Xem thử hai cái vong này như thế nào rồi. Ok, mình tạm rời đi nha mọi người. Tại vì mình ở đây khá bất tiện.
Chữ quà đó, chữ quà nó hay để em nhắn lên cho.
Cái nhà ấy. Thì nãy giờ khi mình không có mặt đây á, cái nhà mình xem có thấy điều gì hay không, quỷ áo đỏ xuất hiện không, quỷ áo trắng cục đầu xuất hiện hay không cả nhà. Bây giờ mình sẽ gọi áo đỏ, bây giờ mình sẽ gọi áo đỏ ra để hút vào bình lại cả nhà ơi. Cái nhà ơi. Cái nhà ơi. Thì bây giờ mình đã hút vừa đổi rồi rồi. Nói chung á mình sẽ về xem lại và xem như thế nào. Vừa đổi vừa trắng như thế nào cái nhà. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều. Cái nhà yêu quý nhớ đăng ký kênh, like và hỏi mình nghe nha. Bye bye mọi người.